Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là cuối tuần, hôm nay vẫn còn là Chủ nhật Cho nên chúng ta không có nhiều tin tức nổi bật trong thị trường Nhưng mà một điều mình muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là chúng ta đã nhận được thêm một số tin tức liên quan tới sàn Binance US Như bạn có đã biết là sàn Binance đầu tháng 9 này Có nghĩa là cách đây khoảng chừng vài ngày là đã ngưng Không cho người Hoa Kỳ tham gia vào giao dịch ở trên sàn Binance Tuy nhiên người Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có thể đăng nhập vào sàn Binance vẫn có thể là lưu trữ đồng trên sàn Binance nhưng mà không được giao dịch và sàn Binance sẽ hứa hẹn là sẽ đưa ra một cái đơn vị riêng gọi là Binance US để cho người Hoa Kỳ giao dịch và chúng ta nhận được thêm một số tin tức liên quan đến sàn này ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và cũng như nhiều video trước đây video này được tài trợ bởi Mega LTR một dịch vụ số số trên mạng lưới blockchain mỗi ngày sẽ số, số một lần nếu mà nào mà có hứng thú tìm hiểu thêm về Mega LTR thì cái link sẽ nằm ở phía dưới video này Thì trở lại với những gì mà chúng ta đã nhận được từ sàn Binance Thì đây chính là cái blog chính thức trên Medium.com Thì Binance US đã ra thông báo là những người nào mà ở Hoa Kỳ muốn tham gia vào giao dịch sàn Binance US Thì phải KYC, nghĩa là phải xác minh thân phận và sẽ dùng cách mà nhiều sàn sử dụng như là các bạn sử dụng một cái ID từ chính phủ đưa ra có thể là sử dụng cái bằng lái hay là passport và cùng với đó là phải đưa cái số an ninh xã hội hay là social security number SSN cho sàn Binance Tuy nhiên họ muốn lấy cái số an ninh xã hội là tại vì họ cần phải báo thuế sau này Một cái ID và số an ninh xã hội là hai thứ mà các bạn phải cần để mới được đăng ký lên sàn Binance US và một điều khác nữa là sàn Binance US hiện bây giờ là sẽ có mặt trong nhiều tiểu bang nhưng mà không phải là tiểu bang nào cũng sẽ có mặt của sàn Binance US những tiểu bang nào cụ thể đã được sử dụng sàn Binance US thì chúng ta chưa có cái tin tức chính thức họ vẫn đang điều chỉnh cái danh sách đó khi nào mà có thêm tài liệu thì sẽ chia sẻ với các bạn cách đây vài ngày thì chúng ta nhận được một tin tức liên quan tới cái đồng ổn định của sàn Binance đó chính là đồng ổn định BUSD và đồng ổn định này nhiều bạn có thể nhận được tin tức là đồng ổn định mà được cái sự chấp nhận của ban quản lý tài chính ở New York NYDFS Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta vẫn không nhận được tin tức là sang Binance sẽ được giao dịch ở trên tiểu bang New York Mặc dù là đồng ổn định đã được chấp nhận Tuy nhiên đồng ổn định này thường cảm thấy cũng không có gì gọi là quá đặc biệt Tại vì cái đồng ổn định của sàn Binance này là dựa trên cái công ty Paxos Paxos là một công ty mà đã có đồng ổn định trên thị trường từ bấy lâu nay Các bạn thấy được là đồng Paxos Các bạn có thể lên trên cái Coin Market Cap và các bạn thấy được là đồng Paxo hiện tại là đứng hạng thứ 33 Đồng Paxo Standard là một đồng ổn định Và trên những gì mà thường biết được thì cái đồng ổn định Binance USD này Chỉ là một đồng ổn định ở trên mạng lưới của Paxo Có nghĩa là đi theo mô hình hoạt động có sẵn của đồng Paxo Chỉ có là cái thương hiệu sẽ là thương hiệu của sàn Binance Một điều mà thường không hiểu lắm là tại sao mà sàn Binance lại phải sử dụng mô hình hoạt động của công ty Paxo thường nhớ là công ty Paxo này là chạy trên mạng lưới của Ethereum tại sao mà sàn Binance không tự đưa ra một đồ ổn định ở trên blockchain riêng của Binance đó là điều mà nhiều người cũng không hiểu rõ hiện tại có thể là cái blockchain chính thức của sàn Binance vẫn chưa sẵn sàng và sử dụng cái hệ thống của đồng Paxo sẽ đơn giản hơn tại vì công ty Paxo đã có sẵn như là làm cách nào để mà đưa đồng mới làm cái nào để mà lưu trữ tiền làm cách nào để mà có được kiểm toán để được ban quản lý tài chính của New York chấp nhận và đương nhiên sàn Binance không phải là sàn duy nhất có đồng ổn định riêng của mình các bạn thấy được là những sàn khác như là sàn Huobi cũng có đồng HUSD đồng Huobi USD cũng là một đồng ổn định của sàn Huobi thì trở lại có thể là nhiều bạn muốn biết là khi nào thì sàn Binance của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu Binance US thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có ngày chính thức những gì mà được chia sẻ bởi tổng giám đốc điều hành của sàn Binance US là Catherine Coley Khác với lời sàn Binance Global, sàn Binance quốc tế Tổng giám đốc điều hành là Chang Peng Zhao hay là CZ Giám đốc điều hành của sàn Binance US chính là Catherine Coley Catherine Coley trước đây, cô ta là một trong những giám đốc của công ty Ripple và bây giờ là giám đốc điều hành của sàn Binance US thì khoảng chừng là vài tuần nữa thì sàn này sẽ ra mắt nhưng mà chưa có ngày chính thức khi nào có ngày chính thức thì tôi sẽ thông báo với các bạn Câu hỏi kế tiếp là sàn Binance US sẽ có ứng dụng trên điện thoại hay là không thì hiện bây giờ câu trả lời là không Khi mà sàn này bắt đầu trong vòng vài tuần tới đây thì chỉ có thể là sử dụng ở trên trang web và sử dụng trang web thông qua điện thoại chứ không có ứng dụng chính thức từ điện thoại và sẽ có một cái Twitter riêng Twitter này gọi là at Binance America Còn về những đồng nào mà sẽ được hỗ trợ bởi sàn Binance US thì chúng ta vẫn chưa có được tin tức chính thức Cách đây khoảng chừng là vài tuần đầu tháng 8 thì sàn Binance thì bạn cũng đã nhớ đã, đã đưa ra danh sách khoảng chừng là 30 đồng mà đang suy nghĩ coi có hỗ trợ trên sàn Binance US hay là không 30 đồng mà các bạn nhìn thấy trên màn hình trong đó có những đồng mà nhiều bạn quen thuộc như là đồng ADA, đồng BTC, đồng Holochain, đồng Nano, đồng NEO, đồng Ethereum, đồng BAT và một số những đồng ổn định khác. Tuy nhiên đây chỉ là một danh sách mà họ đang tham khảo, không phải là danh sách cuối cùng. Cho nên chúng ta vẫn chưa biết được là những đồng nào sẽ được lên trên sàn Binance US. Và sàn Binance US là hợp tác với một công ty gọi là BAM Trading Services. Đây là một công ty mà rất ít người nghe nói tới Thực sự trước khi mà sàn Binance đưa thông báo là sẽ có mặt ở trên thị trường Hoa Kỳ Cùng với đối tác là BAM Trading Services Thì tới lúc đó mọi người mới biết được là có công ty này Thì bây giờ công ty này là như thế nào chúng ta vẫn còn chưa rõ Nhưng mà đây là một công ty sẽ được cấp giấy phép hoạt động từ FinCEN Có nghĩa là ban quản lý chống rửa tiền của Hoa Kỳ Đó cũng có thể là một lý do tại sao mà sàn Binance hợp tác với công ty này Tại vì đã được thông qua bởi FinCEN thì là tất cả những gì mà chúng ta biết được liên quan tới sàn Binance US ở thời điểm hiện tại. Hiện bây giờ thì những người nào ở Hoa Kỳ, thứ nhất nếu như các bạn đã xác minh thân phận KYC trên sàn Binance hiện tại, thì các bạn không nên giao dịch, tại vì nếu như giao dịch thì chương mục có thể là bị đóng băng, tại vì họ đã nói rất rõ ràng là hiện bây giờ không cho người Hoa Kỳ giao dịch ở trên sàn Binance hiện tại. Nếu như mà các bạn chưa có KYC, chưa có xác minh thân phận, thì các bạn cũng không nên giao dịch, tại vì nếu như mình bị phát hiện thì chương mục vẫn có thể là bị đóng băng những bạn nào mà vẫn còn lưu trữ tiền ở trên sàn Binance mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng không nên lo lắng tại vì Binance nói là sẽ tiếp tục cho lưu trữ tiền ở trên sàn Binance khi nào mà sàn Binance US đã ra mắt thì các bạn có thể chuyển tiền của mình từ sàn Binance hiện tại qua bên sàn Binance US. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và Thuận, sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn